Minh Phi chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe và tiền trên kênh truyền hình FPNC. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ này thì Minh Phi xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung như sau. Bác sĩ và doanh nhân cùng tìm hiểu về đông trùng hạ thảo cà phê, một lựa chọn mới dành cho sức khỏe. Sống vui sống khỏe cùng đến với Hiệp hội Yoga Ấn Độ, nơi cung cấp kiến thức về yoga. Hỏi đáp sức khỏe giải đáp một số câu hỏi của khán giả về bệnh lý tai biến mạch máu não. Nhưng trước hết sẽ là phần tin tức. Trước thực trạng khan hiếm vaccine dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1 và quan ngại một số bậc phụ huynh không đưa con em đi tiêm chủng do đợi chờ vaccine sẽ khiến nguy cơ dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là bạch hầu ho gà. Vừa qua, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế đã phát đi những thông báo mạnh mẽ, khuyến cáo phụ huynh cho trẻ đi tiêm chủng mở rộng để phòng ngừa sự bùng phát của dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, vaccine Quinfasam sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng có thể giúp cho trẻ phòng bệnh, ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, một số bộ phận người dân chưa tin tưởng vào lợi ích của vaccine, từ chối tiêm cho trẻ theo khuyến cáo của ngành y tế vì những lý do khác nhau. Điều này đã gây nên những hậu quả nặng nề. Cụ thể, gần đây, dịch sởi tại Mỹ, dịch bạch hầu tại Lào bùng phát cũng vì nguyên nhân phụ huynh chủ quan không đưa trẻ đi tiêm chủng phòng bệnh. Còn tại Việt Nam, theo Cục Y tế Dự phòng, trong thời gian vừa qua, một số gia đình ở Hà Nội đã không đưa trẻ đi tiêm khiến dịch ho gà xuất hiện và một trẻ đã tử vong. Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo về việc tuyển chọn, đào tạo và đưa lao động Việt Nam sang học tập, làm việc trong ngành điều dưỡng, chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 2016. Theo đó, số lượng ứng viên cần tuyển chọn là 150 người. Người lao động có nguyện vọng tham gia và đáp ứng những điều kiện sau đây có thể đăng ký dự tuyển. Nam nữ độ tuổi từ đủ 21 tới 25 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông, đã tốt nghiệp hoặc đang theo học tại các trường cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điều dưỡng, có tư cách đạo đức tốt, đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài, tham gia đóng bảo hiểm y tế tự nguyện tại Việt Nam. Trước khi nộp hồ sơ cho Trung tâm Lao động Ngoài nước, người lao động phải đăng ký thông tin trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động Ngoài nước. Thời hạn nộp hồ sơ là từ nay cho tới hết ngày 16 tháng 2 năm 2016 tại Trung tâm Lao động Ngoài nước số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Dự kiến tổ chức phỏng vấn vào đầu tháng 3 năm 2016 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hơn 16,2 triệu người được nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 sẽ tiếp tục được gia hạn thẻ đến hết tháng 6 năm 2016. Tính đến ngày 15 tháng 12, về cơ bản, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đã được cấp thẻ sử dụng trong năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn 5 nhóm đối tượng bao gồm người dân tộc thiểu số, người sống ở những vùng đặc biệt khó khăn tại các bãi ngang, ven biển và hải đảo, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số gần 16,2 triệu người do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế vẫn chưa được cấp thẻ. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc chậm cấp thẻ là do liên bộ vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trong việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều cho giai đoạn năm 2016-2020, cũng như văn bản hướng dẫn với các đối tượng còn lại. Tính đến cuối tuần qua, Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, gọi tắt là NEA, đã báo cáo tổng số ca sốt xuất huyết tại đất nước này đã chạm mốc 455 ca. Số ca trong tuần rồi tăng 86 ca so với tuần cuối cùng của năm 2015. NEA cho biết số ca sốt xuất huyết do nhiễm virus dengue 2 chiếm hơn một nửa tất cả các trường hợp và đây có thể là dấu hiệu sớm của việc bùng phát dịch bệnh. Bên cạnh đó, thì điều kiện thời tiết ấm cũng giúp rút ngắn chu kỳ trưởng thành của muỗi và rút ngắn thời gian ủ bệnh. NEA đã lên tiếng kêu gọi người dân dọn dẹp các chậu cảnh và thay thế nước trong bình, chậu hàng ngày để dẹp bỏ môi trường sống của muỗi, đồng thời kêu gọi các cơ quan liên quan nhanh chóng có hành động giải quyết để tránh tình trạng số ca nhiễm sốt xuất huyết gia tăng. Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một số tin tức đáng chú ý, còn bây giờ xin mời quý vị đến với chuyên mục Bác sĩ và Doanh nhân.